Lùi lại, đuổi theo. Mau lên. Cẩn thận, kẻ địch xuất hiện. Hai chiếc xe, nhận tin, chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Mau. Đi. Đi. Mấy người qua bên đó. Chúng ta lên xe. Mau. Linh tâm với tôi yểm trợ. Mọi người rút đi. Mau lên. Rõ. Thầy ơi. Thầy ơi. Rút. Giáo sư, ông thấy sao rồi? Quá yếu. Ngô Đồng, tôi phụ trách cổng giáo sư. Mọi người phụ trách yểm trợ. Rút lui, rút lui. Đi. Mau. Đi. Mau lên. Đi thôi. Đi. Mau. Linh tâm, đi tới trước chi viện, tôi chặn hậu. Rõ. Tôi đi, có chừng. Đứng yên, bây giờ còn phải nghe lời tôi. Triệu Gia Đống, ông tính làm gì? Tôi không làm gì hết. Giờ là lúc nào rồi? Cầm lấy mau. Nhìn tôi đi. Qua đó. Mau. Cẩn thận một chút. Ông biết sao rồi, không thể tiếp tục chịu đựng kiểu này được. Uống miếng nước trước đi. Linh tâm, chú ý canh chừng. Rõ. Coi chừng Triệu và đóng vở tròn. Tony, canh kỹ vào. Rõ. Đông đủ hết chưa? Chuẩn bị rút lui. Lương Bân, Chí Bình, chặn hậu. Rõ. Bên anh sao rồi? Sắp tới rồi. Tốt. Lên xe rút lui, mau. Mia, chỗ này giao lại cho em. Rõ. Mau. Đuổi theo. Mau. Mau, nấp vào đi. Mọi người cẩn thận. Chí Bình, chia ra hành động. Rõ. Đi mau. Cẩn thận, mau. Mia, chúng ta chia ra hành động, tấn công chúng từ mọi hướng. Mau, được, nào, đi theo tôi. Coi chừng, cẩn thận. Mau. Rút. Thầy ơi, mau. 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 Thầy ơi. Giáo sư. Giáo sư. Giáo sư. Giáo sư. Chú ý ẩn nấp. Đuổi theo, mau. Giáo sư. Liên Bân, Ngô Đồng, hai người yểm trợ. Rõ. Yểm trợ giáo sư. Đi. Mau, mau lên, mau lên. Nè, nè, cậu đi từ từ thôi. Chờ tôi với. Nè, nghe tôi nói đi. Cậu chạy nhanh vậy làm cái gì? Còn phải chạy bao lâu nữa đây chứ? Tôi không biết. Vậy chúng ta chạy hướng nào? Mau nấp vào đi, nấp vào đi. Trình soái. Trình soái. Tony. Giáo sư. Rút, mau đuổi theo. Mọi người nấp vào. Coi chừng. Đi. Rõ. Giết chúng đi. Xông lên. Mau. Nè, nè, cậu đi từ từ thôi. Chờ tôi với. Nè, nghe tôi nói đi. Cậu chạy nhanh vậy làm cái gì? Còn phải chạy bao lâu nữa đây chứ? Tôi không biết. Vậy chúng ta chạy hướng nào? Mau nấp vào đi. Nấp vào đi. Trịnh soái, Trịnh soái, Tony, giáo sư. Mau đuổi theo. Mọi người nấp vào. Coi chừng. Đi. Rõ. Giết chúng đi, xông lên, mau. Có kẻ địch, nấp vào. Linh Tâm, đi cùng với tôi. Có tiếng súng ở bên kia. Đuổi theo, mau. Đi thôi. Bám theo. Đúng hướng rồi. Có lẽ chúng đang ở gần đây. Tăng tốc về phía trước, mau. Lương Bân, Trịnh soái, kẻ địch đông, chúng ta ít. Chúng ta sẽ phải chia ra rút lui. Hai người đi đánh lạc hướng quả lực của kẻ địch. Tôi sẽ dẫn dắt mọi người đi đường vòng. Nhớ kỹ, chỗ này từng là chiến khu, có địa lôi, phải cẩn thận đó. Rõ. phải giữ vô tuyến điện im lặng, lương bần, không được nông nổi, không được khăng chiến. Nhớ kỹ, chỉ cần đánh lạc hướng Tiger là được. Đã hiểu? Không có tai nghe, chúng ta liên lạc kiểu gì? Rất có thể Tiger sẽ lợi dụng vô tuyến điện để truy tìm. Một khi chúng ta bị chúng bắt thì sẽ đánh đuổi tới đây. Đi mau, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Kề vai sát cánh. Chỉ còn nhiêu đây thôi, nhờ cô bảo quản giùm tôi. Anh nhất định phải hợp mặt với chúng tôi. Yên tâm đi Tony. Sao không thử thi với nhau? Thi thì thi. Đi. Đuổi theo. Mau mau mau. Tiger mắc bẫy rồi, hắn đuổi theo qua đó. Tốt, chúng ta đi mau. Rút. Rõ. Đẹp lắm, anh chịu thua đi. Chịu thua sao? Đâu có dễ vậy. Đi, dù chúng về bên đó. Dù chúng về bên đó. Mau, mau, mau. Sao vậy hả? Có thể chúng đang dương đông kích tây đến lạc hướng chúng ta. Không cần suy nghĩ nhiều, dù sao chúng vào trong rừng thì không thoát được đâu. Chúng ta cứ đuổi theo đi. Tiểu Ngụy dẫn theo vài người đi bên đó. Rõ. Những người còn lại theo tôi. Mau. Nào Tony, đưa ba lô cho tôi. Tôi vác được mà. Đưa đây. Thân hình cậu nhỏ nhắn, để dành sức lực đi. Giờ này cảnh này làm tôi nghĩ tới tình cảnh Hồng Quân đi qua vùng cỏ. Tâm trạng không tệ nghe. Hãy vượt qua khu rừng này bằng sự hăng hái và khí khái của cậu đi. Sao hả? Không sao chứ. Không sao. Cẩn thận đó. Mọi người nhớ cẩn thận vào. Đi. Linh Tâm, đi thôi. Nấp vào. Chí Bình, đưa mọi người đi trước đi. Linh Tâm và tôi chặn hậu. Rõ, rõ. Chúng sẽ đuổi theo chứ. Nếu chúng không đuổi theo thì nghĩa là chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Hay là để tôi bắn vài phát dù chúng đến đây. Nôn nóng gì chứ, chắc chắn chúng sẽ đuổi theo. Hai chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi lấy sức đi. Tôi thấy là anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Vẫn còn rất tỉnh táo. Tên nào tới là như đòn. Nhóm trinh soái sẽ không sao đúng không? Họ đều là đội viên chiến đấu rất ưu tú. Yên tâm đi. Nắp dao. Có kẻ bắn tỉa. Chí Bình, Ngô Đồng, Yểm trợ mọi người rút lui. Linh Tâm đưa súng cho tôi. Sao rồi? Không mời mà tự đến rồi đó. Cố gắng tiếp đãi chúng đi. Sao vậy? Tôi đạp mìn rồi. Đứng yên, để tôi. Tuyệt đối không được nhúc nhích. Ráng lên. Đám khốn kiếp. Cẩn thận đó. Tuyệt đối không được nhấc chân lên. Địa lôi này hễ thay đổi áp lực thì sẽ phát nổ ngay lập tức. Được rồi, từ từ, nhấc chân lên đi. Rồi, mau, đi đi. Có đi thì cả hai cùng đi. Hết thời gian rồi, đi mau đi. Có chừng. Trịnh soái, đuổi theo. Mau, mau, mau. Ở đây không có ai. Đuổi theo hướng này, mau. Không sao chứ. Đám khốn kiếp. Tiger xuất hiện rồi. Mau dụ chúng vào rừng đi. Đi. Lên. Mau. Lên. Mau. 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 Mau lên. Mau chạy đi. Sao hả? Anh Thợ Săn bị chúng giết chết rồi. Lương Bân chặn hậu, chúng ta đi. Rõ. Mau đi, mau đi. Mọi người không sao chứ? Không sao, tất cả chúng ta phải lập tức rút khỏi đây. Rõ, tôi đi xác nhận vị trí tiếp ứng. Mau, rõ. Có chừng. Bọn chúng sử dụng loại lựu đạn chống tăng. Có phải là chúng ta nên ngừng đuổi theo không? Nếu còn đi nữa thì tới thành phố Bình Nam. Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng dám mạo hiểm băng qua khu rừng này để đi về phía đó, chắc chắn bên đó có người tiếp ứng. Rốt cuộc chúng là ai? Tôi đã điều tra thử, nhưng mà không có manh mối gì. Có mấy khả năng. Một là chúng giống như chúng ta, còn không thì là hình cảnh quốc tế hoặc là người bên phía quân đội. Chúng không đông người, nhưng có năng lực tác chiến rất cao, cũng rất thành thục phương án tác chiến. Không thể là lính đánh thuê. Lính đánh thuê mà được như vậy, lại còn đi chung với nhau là điều chưa từng có. Anh cũng đã từng thông qua nhiều nguồn khác nhau để thăm dò tin tức bên phía quân đội. Quân đội cũng không biết gì về chúng. Vậy chẳng lẽ là hình cảnh quốc tế sao? Nhưng mà chúng cũng không thể nhúng tay vào chuyện của chúng ta được. Có lẽ không phải. Tình hình sao rồi? Bao lâu nữa thì Tiger đến đây? Chắc là khoảng 10 phút nữa. Được, cậu đi dự đội viên bị thương rút lui đi. Linh Tâm, đi trước. Chí Bình, yểm trợ cho tôi. Rõ. Rút. Qua tới bên đó thì không còn trong phạm vi thế lực của chúng ta nữa. Nếu chúng ta đi qua bên đó, liệu có nguy hiểm không? Không đâu. Lần trước chúng ta tới Bình Nam cướp giáo sư, lần này chúng ta cũng có thể tới để cướp Thư Nam Hy đi. Chúng dẫn Thư Nam Hy và Triệu Gia Đống đi chung, chắc chắn không chạy nhanh được. Tăng tốc về phía trước đi. Rõ. Tuyệt vời, lợi hại. Đây là địa lôi anh dành cho bọn chúng hả? Muốn chôn thì phải chôn loại lớn kìa. Dân làng sao rồi? Anh Thợ Săn đã chết rồi. Còn những người khác? Tôi gặp cháu của anh Thợ Săn đã cứu được thằng bé rồi. Còn những người khác đều đã trốn đi. Cũng tại tôi. Bị thương đúng vào lúc quan trọng, lại còn liên lụy nhiều người như vậy. Đừng có buồn nữa. Đây không phải là trách nhiệm của cậu. Thật sự không ngờ Tiger lại biến thành người tàn nhẫn như vậy. Lúc ra nước ngoài tập huấn, tôi đã từng gặp hắn. Hắn có biển hiệu rất xuất sắc, bình tĩnh sâu sắc, giỏi lập kế hoạch. Người này có lòng hiếu thắng rất cao. Thật không ngờ hắn chuyển sang làm lính đánh thuê thì thành ra hạng người như vậy. Rốt cuộc điều gì để biến hắn trở thành kẻ như bây giờ? Kể cả người dân tay không tất sắt, mà hắn cũng không buông tha, trở thành cậu mới giết người giùm cho người khác. Chẳng lẽ chỉ vì tiền thôi sao? Có lẽ là vậy. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Cảnh giác. Tony, liên lạc căn cứ. Rõ. Kết nối rồi. G12 báo cáo căn cứ. Chúng tôi đã tới gần điểm 045. Dự kiến 15 phút nữa sẽ tới nơi. Kẻ địch đang truy đuổi gắt gao. Chúng tôi sẽ cố gắng cắt đuôi. Thuyền đang trên đường di chuyển, sắp sửa tới nơi. Mọi người chú ý xác nhận phương vị, hướng dẫn thuyền cập bờ. Rõ. Đã hiểu. Các đồng chí, còn chưa tới 1 cây số nữa là chúng ta tới được địa điểm cần tới. Đám người Tiger càng lúc càng gần chúng ta. Để bảo đảm cho các đội viên không thể chiến đấu được rút lui an toàn, Chí Bình, Liên Bân, Linh Tâm, 3 người cùng tôi ở lại yểm trợ. Ngô Đồng, em bảo vệ mọi người lập tức rút lui. Không được, để Tony đưa họ đi. Em phải kề vai chiến đấu với anh. Không được, Tony là đội viên không biết chiến đấu. Bây giờ chỉ có em dẫn dắt mọi người rút lui thôi. Em mau chấp hành mệnh lệnh của anh. Rõ. Các đội viên khác cùng tôi rút lui. Mau, mau chóng rút lui đi. Chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Z1, tôi là G12, nhận được chưa? Z1 đã nhận. Tình hình G12 sao rồi? Chúng tôi đã tới vị trí tiếp ứng chỉ định. Yêu cầu mau chóng tới tiếp ứng. Đã nhận vị trí cụ thể, sắp sửa cập bờ. Đã rõ. Tất cả nghe đây, chuẩn bị chiến đấu. Tony, bắn lựu đạn khói. Mọi người cẩn thận. Coi chừng. Maggie, báo cáo, đội cứu viện đã tới nơi. Còn ai khác không? Còn 4 đội viên đang giao chiến với kẻ địch cách đây 1 cây số. Đề nghị tế chi viện. Đã rõ, yểm trợ họ lên thuyền. Những người khác đi theo tôi. Mia, nhiều Magi đi. Mau. Đội trưởng nói đội cứu viện tới tiếp ứng. Tham mưu Ngô sao rồi? Báo cáo, tham mưu Ngô đã tới địa điểm an toàn. Tốt, tất cả rút lui. Rõ. Rút. Maggie. Chị à, em sẽ không sao đâu. Em lạnh quá. Chị à, nhớ giúp em nói với Mina, kêu cô ấy đừng giận em, được không? Không sao, em sẽ khỏe lại mà. Em sẽ khỏe lại, em không sao đâu. Maggie à, em không sao đâu. Em lạnh quá. Maggie à, chị đang ở đây mà. Chị ôm em rồi. Không sao đâu mà. Không sao Maggie. Maggie, em tỉnh lại đi. Maggie à, em tỉnh lại đi. Maggie à. Sao hả? Mọi người đều không sao chứ? Không sao. Kề vai chiến đấu. Mau, lên thuyền đi. Tất cả thành viên của đội hành động đặc biệt G12 đã cùng trải qua cuộc chiến xa lạ và tàn khốc. Cuối cùng họ cũng trở về được vùng đất quen thuộc. Lòng trung thành và tinh thần đoàn kết đã giúp họ vượt qua tất cả. Tổng bộ G12. Tôi tới truyền đạt chỉ thị của cấp trên. Nhiệm vụ hành động lần này của G12 là giải cứu giáo sư Châu Chính Dương và Thư Nam Hy. Việc giáo sư Châu qua đời có liên quan trực tiếp từ việc G12 đã không hành động nhanh chóng và hiệu quả. Đội trưởng Minh Đạt cần kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc đúc kết bài học kinh nghiệm. Rõ. Còn về Thư Nam Hy và Triệu Gia Đống, bộ phận tình báo của chúng ta sẽ tiến hành thăm hỏi. Ngoài ra, lần hành động này đã để lại cho chúng ta 2 thắc mắc lớn. Một là người chỉ điểm đáng lẽ sẽ gặp mặt các bạn ở khu K4 và cung cấp vũ khí cho các bạn đột ngột bị sát hại. Rốt cuộc hung thủ là ai? Người chỉ điểm đã bị lộ như thế nào? Thứ hai, vào ngày các bạn giải cứu giáo sư Châu, Tiger đột nhiên ra ngoài và đọ súng với một nhóm lực lượng vũ trang không xác định. Tại sao anh ta lại làm điều này? Anh Khe và Tiger đang làm việc cho ai? Rất rõ ràng, chúng không chỉ vì Thư Nam Hy, giáo sư Châu và dự án nghiên cứu mà chắc chắn đằng sau đó còn che giấu bí mật to lớn hơn mà chúng ta đang cần tìm hiểu. Tần suất hành động của anh Kay và Tiger đã đe dọa nghiêm trọng kỹ thuật quân sự cơ mật của nước ta và an toàn tài sản người dân. Cho nên, G12 chúng ta phải kiên trì đánh đuổi bọn chúng vì chính nghĩa. Bên cạnh Tiger, còn có hai nữ sát thủ có võ nghệ cao cường. Còn có rất nhiều lính đánh thuê. Chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Phải. Sau trận đánh lần này, chắc chắn đám người Tiger sẽ có hành động mới, cũng sẽ điều tra thân phận của chúng ta. Cho nên mọi người phải thật sự cẩn thận. Đã rõ, đã rõ. Mới tới mà đã đi rồi sao? Anh tỉnh rồi hả? Ngồi đi. Ở đây có trái cây, nước uống. Để tôi lấy cho. Anh đừng cử động. Tôi không có khát. Được. Thông cảm cho tôi không được lịch sự. Không thể lấy cho cô được. Anh sao rồi? Đỡ nhiều rồi. Nhìn thấy cô thì tinh thần của tôi phấn chấn hơn nhiều rồi. Anh đó cứ chọc ghẹo tôi suốt thôi. Ăn chuối đi. Tôi cố tình chừa chuối lại cho cô đó. Sao cô lại qua đây vậy? Cán bộ Trương đưa tôi đến đây. Trong thời gian điều tra, anh ấy phụ trách chăm lo cuộc sống hàng ngày của tôi. Có điều gì? Sau khi kết thúc điều tra, tôi cảm thấy hơi mơ hồ trước tương lai của mình. Mơ hồ à? Tôi không biết sau này tôi có thể làm công tác nghiên cứu hay không nữa, hay là làm theo hy vọng của ba mẹ, dứt bỏ tất cả để ra nước ngoài, tìm tới một nơi không ai quen biết tôi. Thật ra thì không ai có thể quyết định giùm cho cô đâu. Có đôi lúc cô phải thật bình tĩnh, suy nghĩ cho kỹ vào. Có lẽ cô sẽ tìm được câu trả lời. Có điều, đối với việc ra nước ngoài, tôi phản đối. Tất cả có mặt. Trần Chí Bình có. Đã chuẩn bị xong súng ống đạn dược chưa? Đã sẵn sàng. Trình Soái có. Đã chuẩn bị xong thuốc nổ chưa? Đã xong. Tôi đi có. Hỗ trợ kỹ thuật đã sẵn sàng chưa? Tất cả đã sẵn sàng. Tốt. 3 phút sau xuất phát. Rõ. Mọi chuyện thuận lợi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Linh Tâm, Chí Bình đi giải cứu người bị bắt. Lương Bân, Trịnh Soái bố trí thuốc nổ. Ngô Đồng cùng anh đi bắt cá sống. Hành động. Rõ. Hành động. Mau. Rõ. Mau đi. Mau đi, mau. Đứng im, không được cử động. Minh Đạt, thiếu tá, sở trưởng trinh sát vũ trang, chiến đấu bắn tỉa, đội trưởng đội hành động đặc biệt G12. Anh dám gạt tôi, đồ khốn. Được. Nhưng điều tôi không thể ngờ là cả FUT của tôi cũng không khống chế được anh. Anh là Trang hảo hán, tôi xem trọng anh. Cảm ơn mô tả của anh. Cá sống. Bây giờ anh chỉ có một lựa chọn: buông bỏ súng, làm lại cuộc đời. Đừng quá đắc ý. Đã suy xét tới sự an toàn của bản thân chưa? Báo cáo, đã lắp đặt xong thuốc nổ, rút. Sao rồi? Đã sơ tán tất cả người thực nghiệm rồi. Chuẩn bị kích nổ. Được. Tạm biệt cá sấu. Rút đi. tay bắn tỉa hướng 10 giờ. Chúng đuổi tới rồi. Trịnh soái, mọi người rút trước đi. Tôi để lạc hướng chúng. Được rồi, rút. Đội trưởng, anh dẫn Ngô Đồng đi trước đi. Tôi bọc hậu. Tôi đi cùng với Chí Bình. Tôi cũng phải ở lại. Mọi người nhớ kỹ, không được tham chiến. Rõ. Đi. Đi. Mặc kệ em. Anh mau đi giúp họ đi. Để em lên xe, anh mới quay về. Đi. Đuổi bên này. Đi. Khoan đã. Xin lỗi chiến sĩ. Linh Tâm đâu? Anh ấy dụ Tiger đi bên đó rồi. Được, chúng ta yểm trợ nhóm đội trưởng qua đó trước. Đợi lát nữa gặp anh ấy. Được. Đội trưởng, tôi không còn sức nữa. Liên Bân, thu dọn đi. Rõ. Mở cửa. Có vấn đề là tham mưu quan. Nguy rồi, tham mưu quan bị bắt rồi. Báo đội trưởng đi. Alo, đội trưởng, căn cứ xảy ra chuyện rồi. Có hành động sao? Đúng, được, em muốn đi cùng với hai người. Không được, đây là mệnh lệnh. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đi. Phòng hồ sơ tình báo. Bỏ súng xuống. Các người đều thấy rồi, tôi không cần nói nhiều nữa. Lui lại đi. Cứ mặc kệ tôi. Chỉ cần các người làm như chúng tôi nói, sẽ không có bất cứ ai thương vong. Nếu không, tôi sẽ kích nổ. Tất cả đều phải chết chung. Lui lại mau. Mọi người lùi lại đi. Đi. Mấy nào? Nói không? Cần nhập mật mã mới truy cập được hệ thống G12. Nói đi, mật mã là gì? Còn nói không? Nhập mật mã, nếu không sẽ nổ căn cứ. Xong rồi. Đứng im. Đi. Trịnh soái, anh đi xem tham mưu quan. Tham mưu quan, không sao chứ? Không sao. Đứng im. Còn tiến tới tôi kích nổ đó. Không sao. Cắt đi. Mina, em đi trước. Muốn đi cùng đi. Đi mau. Đứng im. Đừng cử động. Cô không thoát được đâu. Bỏ mấy kích nổ xuống đi. Rồi bó tay chịu trói. Tôi không đi được cũng không có sao. Nếu tôi chết, tôi sẽ khiến tất cả người bên trong phải chết cùng với tôi. Báo cáo, đã giải trừ thuốc nổ. Đã rõ, cô không thoát được đâu. Dẫn đi. Mia, lên xe mau, nhanh. Đám người Mia chạy thoát rồi. Xin các đơn vị mau chóng ngăn chặn. Rõ. Sao rồi? Không sao chứ? Không sao. Chỉ là hốt quảng một phen. Tham mưu quan, tôi đã theo dõi được tuyến đường Mia bỏ trốn rồi. Lập tức ngăn chặn ngay. Rõ. Ngoài ra, nước chúng xâm nhập hệ thống đã phá hoại một số dữ liệu. Cậu lập tức sửa chữa hệ thống, kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ, xem rốt cuộc chúng đã làm gì. Rõ. Trần Chí Bình và Minh Đạt đã về chưa? Đã về rồi. Được. Tốt. Bên cạnh có đồ, mau thay đi. Anh nên tới cứu em sớm hơn. Bây giờ chắc phải cũng vậy sao? Nguy rồi. Tiger, Mia, chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi vững vào, chuẩn bị chiến đấu. Mau lên xe. Mau khiến hắn rơi khỏi xe. Mau, tiếp tục đi. Mau cắt đuôi hắn đi, mau. Tông chết hắn đi. Tốt, tốt. Mau, xuống xe bắn đi, rõ. Chí Bình. Chí Bình. Đứng im. Còn cử động tôi bắn chết ông. Đứng im. Chí Bình. Chí Bình. Lưu Quốc Chính đâu? Yên tâm đi, đã bắt được rồi. Còn sống. Còn sống không? Chí Bình. Minh Đạt, lần này tôi phải đi xa thật rồi. Im miệng đi, đừng nói lời xui xẻo nữa. Đây là mệnh lệnh. Anh có còn nhớ lần trước lúc anh hành động mất tích, trong lòng tôi có cảm nhận gì không? Anh còn cười. Nói cho anh biết, nghe cho rõ đây. Tôi nhất định sẽ đi trước anh, cho anh nếm trải mùi vị này, để xem anh còn cười được không. Chí Bình. Chí Bình à. Chí Bình. Minh Đạt. Nói với Đình Lan, tôi có lỗi với cô ấy. Chỉ có thể để cô ấy một mình nuôi dưỡng con trai thôi. Tôi... Chí Bình à, nói đi, nói chuyện với tôi đi. Không. Chí Bình. Chí Bình. Đồ lừa đảo. Anh là đồ lừa đảo. Tại sao lại đi trước tôi chứ? Anh dựa vào đâu? Nói đi là đi. Hả? Chí Bình. Anh có biết cảm giác này không tốt chút nào không? Cảm giác này thật sự không tốt. Trần Chí Bình, linh hồn của anh sẽ mãi mãi chiến đấu cùng với tôi, cho dù sống hay chết. Cho dù sống hay chết. Cho dù sống hay chết. Dù sống hay chết. Cởi mũ. Vái bà vái. Mộ liệt sĩ Trần Chí Bình. Chị à, tôi có thể hiểu được tâm trạng của chị, nhưng mà chị cũng phải nén đau thương. Tôi nghĩ là Chí Bình ở trên trời có hay, sẽ bảo vệ chị và con trai. Sau cùng, anh ấy có nhắn lại gì không? Chí Bình nói, anh ấy có lỗi với chị. Sau này con trai phải nhờ một mình chị chăm sóc rồi. Mọi người về trước đi. Tôi muốn ở lại một mình cùng với Chí Bình một chút. Chào. Mấy ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi. Tính thử, mấy năm nay em chưa được sống ngày nào yên ổn. Suốt ngày phập phồng lo sợ, ăn ngủ không yên vì anh. Khó khăn lắm anh mới về nhà một chuyến. Nhưng nói đi là đi, có nghĩ tới cảm nhận của em không? Anh luôn nói với em phục tùng, nói là cống hiến, nói anh là một người lính nên cống hiến tất cả cho Tổ quốc. Em biết, em đều biết hết. Từ lúc quyết định lấy anh, em đã hiểu rõ. Nhưng mà anh có từng nghĩ tới em cũng cần anh, con cần anh, nhà chúng ta cần anh. Chúng tôi không cần anh lập công, không cần vinh dự của anh. Chúng tôi chỉ cần anh ở bên cạnh chúng tôi, làm chỗ dựa cho em và con, sống những ngày bình thường. Anh cứ vậy mà đi. Sao anh nỡ nhẫn tâm bỏ đi như vậy được chứ? Con trai cao hơn rồi, càng ngày càng giống anh. Chẳng phải là anh nói mấy ngày nữa về thăm nó hay sao? Bây giờ nó suốt ngày bám theo hỏi em là chừng nào ba mới về. Anh kêu em phải giải thích làm sao đây? Em đang áo len cho anh xong rồi, vốn định cho anh niềm vui bất ngờ. Bây giờ thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc mặt nó. Chắc chắn anh sẽ rất thích, vì nó là xanh quân đội, cũng như là màu quân phục của anh. Chí Bình à, anh yên tâm, em sẽ học cách kiên cường, nỗ lực nuôi con khôn lớn. Em sẽ nói với nó là ba của nó là một đại anh hùng. Chí Bình à, Chí Bình. Chí Bình. Chí Bình cứ vậy mà ra đi. Chiến hữu quen biết tôi 6 năm, đột nhiên rời xa tôi. Chúng tôi không thể đoán biết sống chết của bản thân, nhưng có thể lựa chọn hy sinh vì tín ngưỡng của mình. Dù từ nay gặp phải chuyện gì, tôi vẫn tiếp tục kiên trì với lựa chọn của mình, đồng thời hy sinh tất cả. Chí Bình, người anh em tốt của tôi, kiếp sau thì chúng ta vẫn là chiến hữu. Liệt sĩ Trần Chí Bình vì bảo vệ tôi mà hy sinh. Xin nhờ các vị bày tỏ sự hối tiếc và an ủi của tôi với người nhà của liệt sĩ Trần Chí Bình. Các vị là bạn tôi, là bạn bè. Tôi thật lòng hy vọng là một chút việc mình có thể làm được, giúp người nhà liệt sĩ Trần Chí Bình. Nếu như có gì cần, cứ gọi cho tôi mọi lúc. Được, tôi sẽ nhắn giúp. Cảm ơn giáo sư Đường. Các vị vì bảo vệ tôi đã làm rất là nhiều việc. Tôi thật lòng cảm tạ các vị. Tạm biệt, đi đường bình an. Không khí trong lành quá. Đúng vậy, đã lâu em không thư thái vậy rồi. Vết thương của em vẫn ổn chứ? Không sao, em đỡ nhiều rồi. Anh xem, đẹp không? Đẹp lắm. Tự nhiên bao giờ cũng rất đẹp. Để nó trở về với biển đi. Đó là nơi nó thuộc về. Tuy là anh biết người chết rồi sẽ không để lại gì nữa, nhưng trong lòng của anh, Chí Bình và Linh Tâm mãi mãi còn sống. Em biết là thời gian vừa qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Linh Tâm và Chí Bình là anh em tốt nhất của anh. Nhất thời chưa thể chấp nhận họ đã ra đi. Nhưng Minh Đạt là đội trưởng của G12, anh phải phấn chấn lên, dẫn dắt bọn em hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới. Em tin tưởng đây cũng là điều Linh Tâm và Chí Bình mong muốn nhìn thấy. Em nói phải đó. Ngô Đồng, hứa với anh mãi mãi đừng rời xa anh, được không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta kết hôn. Tổng bộ G12. Các vị, bây giờ đã tra rõ, Lưu Ái Dân, cha của Lưu Quốc Chính, từng là một học giả y học vô cùng xuất sắc. 30 năm trước, Lưu Ái Dân và 6 nhà khoa học khác cùng nghiên cứu phát triển dự án STC. Sau vì dự án này xuất hiện rủi ro không thể kiểm soát, bị buộc phải dừng khẩn cấp. Sau đó, Lưu Ái Dân cùng 6 nhà khoa học đã tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ của nước thứ ba, tiếp tục nghiên cứu dự án này, đồng thời tiến hành thực nghiệm lâm sàng phi pháp. Sau khi chuyện bị bại lộ, Lưu Ái Dân chỉ muốn bảo vệ an toàn cho 6 nhà khoa học còn lại, đã chủ động đầu thú, sau đó tự sát trong tù. Cho nên Lưu Quốc Chính cứ lầm tưởng là cha của ông ta đã bị 6 nhà khoa học còn lại giết hại. Một mặt phái sát thủ đi trả thù, mặt khác tiếp tục lấy trộm thành quả nghiên cứu khoa học của giáo sư Châu Chính Dương, đồng thời tiếp tục nghiên cứu chưa hoàn thành của cha ông ta năm xưa. Tới thời điểm này, tôi tin là mọi người đã rõ mục đích hàng loạt hành vi của Lưu Quốc Chính rồi. Loạt tội ác của hắn nguy hại nghiêm trọng đến an toàn xã hội và cuộc sống của nhân dân. Sau thời gian dài nỗ lực, cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được hắn. Vấn đề bây giờ là thuộc hạ của hắn, đặc biệt là sát thủ đắc lực của hắn, Tiger, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, chắc chắn sẽ tới cứu hắn. Cho nên trong thời gian này, mọi người nhất định phải lập mọi kế sách sẵn sàng ứng phó, không được phép có sai sót gì. Rõ, hiểu rồi. Lẽ nào chúng ta cứ ngồi im chờ chết, không màng tới sao? Tiên sinh bị bắt, toàn bộ kế hoạch thất bại. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Không được. Bây giờ tôi dẫn theo mấy người đi cứu tiên sinh. Chỉ có mấy người, vốn không phải đối thủ của G12. Vậy nói đi, phải làm sao? Lẽ nào cứ để cho mặt tiên sinh ở G12 không quản à? Người làm chuyện lớn, dù núi lở trước mặt cũng không biến sắc. Càng gặp chuyện nghiêm trọng, càng phải thật bình tĩnh. Tiên sinh là người suy nghĩ thấu đáo, hành động chu toàn. Tôi tin đồng ấy nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Các người chỉ cần nhẫn nại chờ đợi là được rồi. Lưu Quốc Chính, ông lợi dụng nguồn thu nhập phi pháp có được từ buôn lậu dược phẩm, huấn luyện sát thủ và lực lượng võ trang, đồng thời lợi dụng họ tiến hành bắt giữ, tập kích, ám sát và các hoạt động khủng bố khác, lấy trộm thành quả nghiên cứu khoa học của quốc gia, triển khai thực nghiệm thuốc phi pháp. Hàng loạt hành vi của ông gây ra nguy hại rất lớn với quốc gia và xã hội. Căn cứ chỉ thị của cấp trên, sẽ chuyển ông sang Bộ Công an theo luật, tiếp nhận thẩm tra xử lý bước tiếp theo. Bây giờ ông tất cả quyền lợi theo pháp luật quy định. Ông không hài lòng và yêu cầu gì bây giờ có thể nêu ra. Thả tôi ra. Thả ông ra sao? Ông cảm thấy yêu cầu này chúng tôi sẽ chấp nhận à? Các người nhất định sẽ thả tôi ra. Sao lại nói vậy? Bởi vì tôi đã đặt thuốc nổ ở 3 điểm khác nhau trong thành phố Bình Nam. Thuốc nổ quy lực rất mạnh. Nếu cô không thả tôi ra thì sẽ có người kích nổ nó. Các người giao đấu với tôi nhiều năm như vậy, chắc các người hiểu rõ tôi. Bây giờ tôi không còn nhiều thời gian. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Ông đang uy hiếp chúng tôi sao? Đúng, đang uy hiếp cô. Lưu Quốc Chính, ông đừng đắc ý, ông đừng vọng tưởng. Bước ra khỏi nơi này. Được thôi, chúng ta cứ chờ xem. Sao rồi, tôi đi. Báo cáo hiện trường vụ án đã gửi tới. Nửa tiếng trước, ở trường trung học thực nghiệm thành phố Bình Nam ngay sau lưng tôi đã xảy ra một vụ nổ. Một thùng rác ở sân thể dục của một trường đột nhiên phát nổ. Hiện tại trường này đã bị phong tỏa vì vụ nổ xảy ra trong lúc học sinh đang trên lớp. Hơn nữa không có lớp dùng sân thể dục. May mà không có thương vong về người. Cây cối và đường xá xung quanh bị phá hủy nghiêm trọng. Tra xét và phân tích bước ban đầu cho thấy nguyên nhân gây ra vụ nổ thậm chí rất có thể bom hẹn giờ đặc chế. Phòng ban liên quan đã bắt đầu điều tra nguyên nhân sự cố. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc. Chúng tôi sẽ thông báo sau. Mau phái người đến trường tra xét. Nhất định phải phối hợp cùng với cảnh sát. Nếu chuyện Lưu Quốc Chính nói là thật, vậy thì còn 2 quả bơm đặt ở 2 nơi khác. Xem thử gần đó có manh mối gì khác không. Rõ. Tham mưu quan, cô giới thiệu qua tình hình đi. Rõ. Trước đó Lưu Quốc Chính yêu cầu thả hắn ra, đồng thời uy hiếp đã đặt 3 quả bom ở thành phố Bình Nam. Bây giờ thuộc hạ hắn đã kích nổ một quả. Vị trí nằm ở trường trung học thực nghiệm thành phố Bình Nam. Cũng may là không có ai bị thương vong. Có thể thấy mục đích của hắn không phải là gì đã thương học sinh vô tội, mà là muốn nói với chúng ta lời hắn nói là thật. Bây giờ thời gian cấp bách, còn có 2 quả bom chưa kích nổ, có nguy cơ bị kích nổ bất cứ lúc nào. Để tránh việc nhiều người bị thương vong không cần thiết, đại đội trưởng, chúng ta có nên suy xét thả Lưu Quốc Chính ra không? Các đồng chí, mọi người nghĩ sao? Tôi không đồng ý. Chúng ta vì bắt hắn đã hy sinh cái giá lớn cỡ nào. Bây giờ nếu thả hắn ra, Nghiêm Linh Tâm, Trần Chí Bình, chẳng phải họ hy sinh vô ích sao? Không sai, Lương Vân nói rất phải. Tên Lưu Quốc Chính này lòng dạ khó lường, thủ đoạn tàn độc, vì đạt mục đích không từ mọi thủ đoạn. Một khi thả hắn ra, chắc chắn hắn sẽ kích nổ. Nếu chúng ta thả người để cho hắn đi rồi, dù hắn không kích nổ, nhưng nếu muốn bắt hắn lần nữa sẽ càng khó hơn. Bây giờ Lưu Quốc Chính đã đi tới bước đường cùng rồi. Nếu chúng ta không chấp nhận yêu cầu của hắn, chắc chắn hắn sẽ làm hại người vô tội. Tôi nói vài lời. Tôi đồng ý thả hắn ra, nhưng mà tôi cảm thấy trước khi tìm ra 2 quả bom còn lại, tiếp tục tiến hành giám sát với Lưu Quốc Chính, khống chế hắn trong phạm vi chúng ta có thể nắm bắt được. Một khi thời cơ chín mùi, chúng ta lập tức hành động, một mẻ tóm gọn chúng. Được, cứ quyết định vậy đi. Tham mưu quan, cô tiếp tục phụ trách giám sát, chuyện tra xét bom. Ngoài ra, cô phải phối hợp với Bộ Công an, máy bay, bến tàu, đường cái, trạm xe lửa. Tất cả các cửa hàng xuất cảnh đều phải bố trí kiểm soát. Một khi loại trừ bom nổ, lập tức truy bắt Lưu Quốc Chính. Rõ. Các đồng chí, Lưu Quốc Chính là kẻ vô cùng xảo quyệt. Chúng ta giao đấu với hắn đã tới bước mấu chốt. Tôi hy vọng là mọi người nỗ lực hơn nữa, giữ vững niềm tin. Đội hành động đặc biệt G12 nhất định có thể chiến thắng. Rõ. Xin thủ trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. Lần này các người vì bắt tôi hy sinh một đồng chí, xin thay mặt tôi gửi lời chia buồn tới người nhà của họ. Lưu Quốc Chính, ông đừng vội đắc ý. Chúng tôi nhất định sẽ bắt ông lại. Được, tôi tiếp tới cùng. Đi. Chạy đi. Rõ. Bám theo. Báo cáo, chúng tôi bị chặn trên đường rồi, không thể tiếp tục bám theo. Xe của Lưu Quốc Chính đang lái chạy hướng đường Thanh Diễn, hãy tiếp tục theo sát. Đã rõ. Tham mưu quan, người này là phần tử khủng bố đặt bom hẹn giờ ở trung học thực nghiệm thành phố. Trong thời gian trường nghỉ theo lịch công 2 giờ chiều vào trường với thân phận là lao công. Nửa tiếng sau rời khỏi, hắn lái một chiếc xe tải cỡ nhỏ. Trong cùng khoảng thời gian này, tra xét hệ thống kiểm soát giao thông. 2 tiếng đồng hồ sau, hắn lái cùng một chiếc xe tới khu giải trí thành phố Bình Nam. Lương Bân, Trịnh Soái. Theo tình báo cho thấy, khu giải trí thành phố Bình Nam có khả năng bị gài thuốc nổ. 2 người tra xét mau đi. Rõ. Tăng tốc đi. Rõ. Mau. Khu giải trí rộng lớn như vậy, muốn tìm một quả bom như mò kim đáy biển. Vậy cũng phải tìm. Báo cáo, trong một thiết bị trò chơi phát hiện vật nổ khả nghi. Ở đâu? Bên đây. Đi mau. Quay đầu phía trước. Rõ. Chạy đi. Rõ. Tiên sinh, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lên thuyền thôi. Chắc chắn chúng sẽ đuổi tới. Cậu phái người đi ngăn cản chúng. Tiên sinh yên tâm. Mina, chăm sóc tốt cho tiên sinh. Vậy còn anh? Tôi tự có cách. Tiên sinh bảo trọng. Bảo trọng. Tất cả anh em đi theo tôi. Nguy rồi. Chúng lên thuyền đi rồi. Lập tức tìm kiếm gần đây, xem thử có tàu thuyền nào khác không. Liên lạc căn cứ, xin chi viện, truy bắt Lưu Quốc Chính trên biển. Rõ rồi. Chia ra hành động. Rõ. Mau, những người khác, theo tôi. Bên chỗ đội trưởng gửi tin về, Lưu Quốc Chính đã lên thuyền bỏ trốn. Xin chúng ta liên lạc phòng ban liên quan thực hiện chặn bắt trên biển. Được. Nói với họ, căn cứ sẽ phái người qua đó ngay. Liên Bân Trịnh Soái đang ở đâu? Họ đang trên đường đến xưởng đóng tàu. 6 phút sau tới nơi. Tốt. Cẩn thận. Tham mưu Ngô, không sao chứ? Không sao. Hèn mau lên tàu đi, đuổi bắt Lưu Quốc Chính. Ở đây giao lại cho tôi và Minh Đạt. Rõ. Tàu Long Thâm. Hôm nay chúng ta buộc phải phân cao thấp. Anh chỉ là một cỗ máy giết người mà thôi. Sau lưng tôi còn có Linh Tâm, Chí Bình, Tiểu Quỳ và những sinh mệnh vô tội. Anh không thắng tôi được đâu. Ai cản đường tôi đều phải chết. Anh chỉ hưởng thụ khoái cảm do tàn sát và máu tanh đem lại, không tiếc làm sát người vô tội. Anh chỉ là một tên đồ tể. Chẳng phải các người cũng như tôi hay sao? Thuộc hạ của tôi còn có Mia, cũng chết dưới súng của các người. Chẳng phải hai tay các người cũng nhuốm đầy máu tươi đó sao? Chúng tôi cầm vũ khí để ngăn cản anh tàn sát, là để có thêm nhiều người không bị tổn hại. Đừng nói những đạo lý đó với tôi nữa. Có chiến tranh thì có thương vong. Không ai cản được tôi. Ngô Đồng cẩn thận. Ngô Đồng. Ngô Đồng. Ngô Đồng. Có chuyện gì vậy? Tiên sinh, con thuyền đó hình như là có vấn đề rồi. Tiên sinh, có thuyền đuổi tới rồi. Tính sao đây? Liều chết với chúng. Rõ. Lên. Bắn. Liêu Quốc Chính, bao nhiêu chiến hữu của chúng tôi đã chết trong tay của ông. Nếu là tôi trước đây, tôi một phát bắn chết ông rồi. Liên Bân, chú ý kỷ luật. Anh muốn để các chiến hữu của chúng ta hy sinh vô ích sao? Đội viên G12 Trịnh Soái Liên Bân gọi tổng bộ, nay đã thuận lợi bắt được Liêu Quốc Chính, xin chỉ thị. Được, lập tức giải hắn về căn cứ. Rõ. Liêu Quốc Chính, ông đã bị bắt. Chắc là ông biết rõ Tiger, Mina và cả những chiến sĩ cường quá mà ông huấn luyện đều đã bị chúng tôi tiêu diệt rồi. Ông đã không còn lựa chọn. Tôi hy vọng ông nói ra vị trí đặt quả bom thứ ba cho chúng tôi biết. Quả bom ở một nơi nào đó trong thành phố. Nếu các người có bản lĩnh thì cứ tìm ra nó, gỡ bỏ nó. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, đừng quá tốn sức. Các người vốn không tìm được. Chuyện nên tới cuối cùng cũng đã tới. Quả bom này nhất định sẽ phát nổ. Liêu Quốc Chính, ông đừng quá ngông cuồng. Âm mưu quỷ kế của ông nhất định không thể thực hiện được. Để xem. Tôi chống mắt chờ thử. Tôi nói cho cô biết, bây giờ thời gian không còn nhiều. Tony, tình hình sao rồi? Tham mưu quan, vẫn chưa tìm được quả bom thứ ba. Vẫn chưa tìm được sao? Biện pháp khẩn cấp thì sao? Các nơi công cộng quan trọng và mục tiêu khả nghi đã khởi động phương án dự phòng, sơ tán đám đông, toàn diện tháo dỡ vật nổ. Thời gian thì sao? 30 giây. Tham mưu quan, thành phố Bình Nam không xảy ra vụ nổ nào. Được, tiếp tục xác định tình hình. Rõ. Liêu Quốc Chính, quả bom thứ ba rốt cuộc ông đặt ở vị trí nào? Ông như vậy là ý gì? Nói cho cô biết, quả bom này không ở bất cứ nơi nào. Ở trong lòng cô, ở trong lòng tất cả các người đó. Nó gọi là hoảng sợ. Quy lực của quả bom rất lớn. Quy lực trong khoảnh khắc của bom này có thể phá hủy tất cả. Nhưng những thứ đó không hề đáng sợ. Cô có biết trên đời này đáng sợ nhất là gì không? Là nỗi sợ trong lòng mỗi người. Rõ ràng các người biết có một quả bom sắp phát nổ, nhưng các người không thể làm được gì nó. Tất cả các người trong lòng đều có nỗi sợ. Tất cả mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Các người ai nấy tự sợ hãi, kinh hoàng. Đây chính là quả bom mà tôi muốn. Sợ hãi trong thâm tâm. Ông đúng là đồ điên. Tôi không điên, mà là thế gian này điên thôi. Tôi chỉ muốn khiến tất cả những điều này hiển lộ ra trước mặt toàn thể đám đông. Chuyện đã tới nước này, ông nên tỉnh táo lại rồi. Là bản thân của ông đã nhìn lầm người ở bên cạnh, nhìn lầm xã hội này. Rất rõ ràng, hỗn loạn mà ông muốn nhìn thấy không hề xảy ra. Ông muốn biến bất hạnh của mình gán ghép lên người kẻ khác để trả thù xã hội. Nhưng lương tâm này của ông chỉ quỷ hoại bản thân của ông thôi. Đối mặt với khủng bố, chúng tôi không hề hoang mang hoảng loạn. Chúng tôi vẫn điềm nhiên vượt qua khó khăn. Mà thế gian này vẫn tươi đẹp như vậy. Mọi người vẫn đang sinh sống, học tập, yêu đương, làm việc, theo đuổi hạnh phúc. Còn ông phải ở trong này chờ đợi pháp luật phán xử, trả giá cho những tội lỗi mà ông đã gây ra. Liêu Quốc Chính, ông phải ghi nhớ, ta mãi mãi không thể thắng chính. Cô Thư à, đã lâu rồi không gặp, lại xinh đẹp hơn rồi ha. Đã lâu không gặp, anh vẫn khéo ăn nói. Tôi hả? Trước đây vẫn luôn cảm thấy cô giống với một người, nhưng mà tôi thật sự không nhớ ra. Bây giờ tôi đột nhiên phát hiện cô giống cô giáo tiếng Anh hồi tiểu học của tôi. Tôi yêu thầm cô ấy 3 năm tròn. Cô ấy xinh đẹp lại có khí chất. Thế nào, đổi hoàn cảnh như vậy đã thích ứng rồi chứ? Cũng không tệ, tôi rất thích nơi này. Nơi này là mảnh đất thanh tĩnh, không có mưu mô, đấu đá, không có tranh đoạt, danh lợi. Chỉ có khát khao và dung nạp trí thức. Tôi cảm thấy bản thân đã bị tâm hồn thuần khiết như nước của bọn trẻ lây nhiễm rồi. Dần dần, bản thân cũng trở nên giản dị hơn. Cũng buông bỏ những tham muốn trước đây. Cũng ngày càng thấy đủ đầy. Không còn mịt mờ nữa. Tôi thì lại cảm thấy cô có gì đó khác trước đây lắm. Hóa ra là ở đây đã khác. Cô Thư của ngày hôm nay là đẹp lan tỏa từ trong ra ngoài. Đợi tôi một chút. Đúng vậy, tôi đã thay đổi trong tâm thái. Trước đây tôi vẫn liên tục chứng minh bản thân mình, rất nỗ lực, cũng rất vất vả. Nhưng mà ở đây tôi thực sự cảm nhận được giá trị của con người không nằm ở anh leo lên được đỉnh cao ra sao, mà nằm ở ý chí của anh với người khác. Đặc biệt là ở trong lòng của anh có tình yêu hay không. Tình yêu này có thể chuyển hóa thành một loại năng lượng, và nó liên tục không ngừng lan tỏa ra ngoài. Những đứa trẻ này tuy còn nhỏ, nhưng mà chúng có thể rất nhạy bén cảm nhận được anh có thật lòng yêu thích chúng, tốt với chúng hay không. Nói như vậy, cô Thư của hiện tại có thể cho chúng rất là nhiều yêu thương rồi. Tôi không biết tôi có thể cho chúng được bao nhiêu nữa. Tôi chỉ biết từ trong tiếng cười của những đứa trẻ này, từ những món quà chúng tặng tôi và thiệp chúc mừng, từ trong tiếng gọi non nớt cô Thư của chúng, tôi đã thu nhận được những yêu thương mà trước nay tôi chưa từng có. Nói tới tôi thấy ngưỡng mộ rồi. Bây giờ trường các cô còn tuyển giáo viên không? Hay là tôi cũng tới làm thầy giáo vậy? Anh làm thầy giáo hả? Bọn trẻ ở đây sẽ bị anh dạy hư đó. Lẽ nào tôi ở trong lòng của cô, tôi là một người xấu xa vậy sao? Tuy anh không phải là người xấu xa gì, nhưng mà nếu anh dạy chúng đều trở nên giống như anh, đều là dẻo miệng, vậy chẳng phải tôi ngày càng bị ồn chết hay sao? Vậy thì náo nhiệt rồi còn gì. Thật ra thì dù là công việc có bình thường hơn, chỉ cần anh dùng tâm làm, sẽ có thu hoạch khác biệt. Cô Thư của hôm nay đúng là làm tôi có cái nhìn khác. Xem ra làm giáo viên rồi đúng là có khác thật. Nhìn nhận vấn đề cũng thấu suốt hơn trước đây. Nếu tôi có thể lĩnh ngộ được những điều này sớm hơn một chút thì tốt quá. Tôi không biết. Giáo sư Châu biết bây giờ tôi làm giáo viên, anh nghĩ thầy có vui không? Yên tâm đi. Tôi nghĩ giáo sư ở trên trời có linh thiêng, nhìn thấy cô của hiện tại vui vẻ như vậy, chắc chắn sẽ thấy rất an ủi. Cô Thư à, tôi muốn trịnh trọng hỏi cô một vấn đề. Hỏi tôi một vấn đề sao? Chính là lâu nay tôi thực sự không hiểu. Bây giờ cô xem bao nhiêu cô gái sùng bái muốn làm vợ quân nhân. Cô cảm thấy làm vợ quân nhân có gì tốt không? Nếu cho cô một cơ hội để lựa chọn, cô có đồng ý trở thành vợ của quân nhân không? Anh nói vợ quân dân đúng không? Vậy thì chuyện này phải xem là quân nhân đó như thế nào nữa. Thí dụ giống tôi chẳng hạn, tuy mặt mũi không ra làm sao, nhưng mà có một trái tim lương thiện, chính trực, dũng cảm. Đồng thời nếu tôi có vợ, tôi nhất định yêu thương cô ấy cả đời. Cười cái gì chứ? Không phải cô sợ rồi chứ? Tại sao tôi phải sợ? Lấy thì lấy thôi, ai không dám. Được, là cô nói đó, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Hôm nay xem như là tôi không mất công tới. Không phải, gì chứ? Đáp án tôi muốn biết tôi cũng đã có rồi. Cô Thư làm việc đi, tôi đi trước đây. Trịnh soái à, anh, cô Thư à, nhớ đáp án đã hẹn đó. Lấy tôi làm vợ quân nhân, chuyện này quyết định vậy đi, tạm biệt. Trịnh soái à, anh cố ý phải không? Ngô Đồng, chuyện anh lo lắng nhất vẫn xảy ra. Trước đây anh xa lánh em, lạnh nhạt với em, đều là đang bảo vệ em. Anh biết nhiệm vụ anh chấp hành là nguy hiểm nhất. Anh chỉ muốn một mình gánh vác. Nhưng bây giờ anh rất hối hận. Biết trước kết quả sẽ như vậy, anh nên để em biết. Anh để tâm tới em biết bao, cần em biết bao. Em xem, em thích không? Rất đẹp có phải không? Anh đeo nó cho em. Ngô Đồng, đeo nhẫn cho em đồng nghĩa là anh xin thề với em, từ nay dù có ra sao anh cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Đội trưởng, bác sĩ nói tham mưu Ngô đã thoát khỏi nguy hiểm. Tôi tin là người tốt sẽ được phù hộ. Không cần quá lo. Bác sĩ nói bệnh tình của cô ấy vẫn chưa ổn định, không biết chừng nào mới tỉnh lại được. Đội trưởng, dù xảy ra chuyện gì, anh còn có chúng tôi, còn có G12. Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cảm ơn các cậu. Chiến hữu của tôi sẽ không quên G12. Tôi tin tưởng trái tim của chúng ta mãi mãi ở lại tập thể G12 này. Chúng ta kề vai chiến đấu, mãi không từ bỏ. Đội hành động đặc biệt G12 là đội phản ứng nhanh nhất của quân ta. Sự tồn tại của chúng ta chính là để giải quyết sự đột phát và hệ trọng. Không cần biết là thời khắc nào, chỉ cần tổ quốc và nhân dân cần, dũng cảm tiến vào nguy hiểm, chấp hành nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất. Lúc đám người Tiger tập kích căn cứ nghiên cứu khoa học, bắt giữ nhà khoa học nước ta, G12 trong tình huống mất đi nguyên đội trưởng, bổ sung lực lượng mới, mau chóng khởi động lại, trải qua đủ mọi gian nan, thuận lợi tra rõ âm mưu của kẻ thù, ngăn cản hành động phá hoại tiếp theo của kẻ thù, đồng thời bắt giữ Lưu Quốc Chính, kẻ chủ mưu đứng sau. Bây giờ đã chuyển hắn tới cơ quan tư pháp. Hành động lần này của đội G12 là hành động vô cùng thành công. Nhân đây, tôi xin chuyển lời an ủi và công nhận của cấp trên. Rất tiếc, trong hành động lần này, G12 đã hy sinh 2 đồng chí, lính bắn tỉa Nghiêm Linh Tâm và lính tấn công Trần Chí Bình, Ngô Đồng cũng bị thương nặng. 3 đồng chí này đều là những người lính ưu tú, trung thành đối với Tổ quốc. Tôi xin thay mặt thủ trưởng cấp trên tỏ ý an ủi và thăm hỏi với G12. Bây giờ tôi tuyên bố đội hành động đặc biệt G12 nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng sứ mệnh của chúng ta vẫn sẽ còn tiếp tục. Sau khi nghỉ ngơi, vẫn còn có nhiệm vụ mới phải giao cho mọi người. Đó sẽ là thử thách hoàn toàn mới. Bây giờ là thời kỳ hòa bình, nhưng là người lính, chúng ta buộc phải chuẩn bị sẵn sàng. Dù nhiệm vụ có gian nan ra sao, dù kẻ thù lớn mạnh tới cỡ nào, chúng ta buộc phải dũng cảm tiến lên, chiến đấu tới cùng. Chỉ khi chúng ta dũng mãnh chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc giao cho chúng ta một cách viên mãn, nhân dân mới có cuộc sống yên ổn. Có lẽ sự hy sinh của chúng ta không ai biết tới, không ai chứng kiến, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị đánh trận. Có thể đánh trận, đánh thắng trận. Còn về nhiệm vụ mới, nhiệm vụ gian khó hơn, mọi người có lòng tin không? Có. Chào. Anh à, em làm được rồi. Linh hồn của anh mãi mãi chiến đấu cùng em. mộ liệt sĩ Trương Quy, chiến sĩ tương lai. Minh Đạt là người tôi luôn muốn trở thành. Dũng cảm, trầm ổn, có trách nhiệm, không khuất phục, không lùi bước. Trên người nấy có bóng dáng của anh tôi. Minh Đạt và các chiến hữu của đội hành động đặc biệt G12 là chiến sĩ minh đồng da sắt, là người lính nhân dân, dám đánh trận, biết đánh trận, đánh thắng trận. Họ vì bảo vệ nước nhà, vì bảo vệ tình yêu ở trong lòng, trước sau như một, lặng lẽ giữ vững chức trách, dũng cảm chiến đấu với kẻ thù hùng mạnh nhất, cam nguyện hy sinh tất cả, không oán không hận. Ở trên người họ đã gửi gắm ước mơ và kỳ vọng của tôi. Họ nhất định sẽ tiếp tục dẫn dắt tôi tiến bước